dù có bao nhiêu lệnh truy nã thì cũng khó mà bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hề mới, nhưng chẳng bao giờ nhàm chán cả. Bởi số phận của nữ doanh nhân này gắn bó chặt chẽ với võ đài chính trị khốc liệt tại Việt Nam. Dù ở thế thượng phong có thể chủ động tấn công bất kỳ đối thủ nào, nhưng riêng với Phạm Minh Chính, ông Tô Lâm đang tỏ ra bất lực. Nguyên nhân là vì một người phụ nữ quá giỏi trong trò chơi trốn tìm. Có thể nói Tô Lâm là kẻ săn mồi, còn bà Nhàn là con mồi. Nhưng xem ra kẻ chủ động chơi trò mèo vồn chuột không phải là kẻ săn mồi, mà lại là con mồi khó tóm. Điều đáng nói là Tô Lâm đã tìm mọi cách, kể cả cho quân sang tận Dubai để bắt kế toán trưởng IC, nhưng hóa ra lại sôi hỏng, bỏng không. Bởi dù bắt được người kế toán trưởng này nhưng lại không khai thác được gì. Người này không biết gì về những thương vụ lớn có liên quan đến việc môi giới và mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và đối tác Israel. Điều đáng nói là ông Phạm Minh Chính không giấu tử huyệt, nhưng ông Tô Lâm vẫn tấn công mãi không thể được. Tử huyệt thứ nhất của ông Chính là bà Nhàn. Tử huyệt thứ hai là Tổng cục Tình báo Quân đội, tức Tổng cục 2. Đã bắt không được bà Nhàn, bóng Tô Lâm cũng chưa thể chiếm lấy Tổng cục 2 từ tay người gác đền Phạm Ngọc Hùng. Do đó, ông vẫn không thể ra tay với Phạm Minh Chính. Vào ngày 4 tháng 10, báo chí nhà nước lại nhắc đến tên bà Nhàn khi Bộ Công an tiếp tục ra lệnh truy nã bà. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu lệnh truy nã thì khó có thể bắt được bà vì nơi bà đang ẩn náu là tuyệt mật. Việc cho báo chí tiếp tục réo tên bà Nhàn chỉ cho thấy sự bực tức vì bất lực của ông Tô Lâm, chứ không giải quyết được gì cả. Bà Nhàn vẫn đang thách thức đối với quyền lực của ông Tô Lâm. Về phía ông Phạm Minh Chính, thành công đối với ông không phải là lật Tô Lâm khỏi ngai vàng, mà giữ vững danh hiệu vua trụ hạ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ có ghế thủ tướng là còn nguyên so với ba trụ còn lại. Thậm chí ghế chủ tịch nước bị thay đến 2 lần và có khả năng còn tiếp tục thay đổi tiếp. Điều này cho thấy khả năng đứng vững trước dông bão trong chính trường của ông Thủ tướng thật đáng nể. Và lúc này ông Tô Lâm không thể không lo lắng, bởi đại hội đảng lần thứ 14 thì đang đến gần, mà đối thủ tranh thủ vẫn cứ sừng sững tồn tại. Không biết đến đại hội ông Chính có bất ngờ tung đòn hiểm vào Tô Lâm hay không. Ông Chính từng tung đòn hiểm vào phút bù giờ mà hạ được ông Vương Đình Huệ tại đại hội đảng lần thứ 13, để giành lấy ghế thủ tướng cho mình. Lúc đó, dù ông Vương Đình Huệ được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, nhưng ông Phạm Minh Chính lại được Trung ương Đảng ủng hộ. Không chỉ riêng ông Tô Lâm muốn loại ông Phạm Minh Chính khi còn sống, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là cũng rất muốn loại Phạm Minh Chính cùng đợt với ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng không thành công. Có lẽ ông Chính được đông đảo ủy viên Trung ương Đảng ủng hộ, nên ông Trọng đành phải chùn tay. Nên ông Tô Lâm tiếp tục tấn công ông Phạm Minh Chính cũng bằng những biện pháp tương tự như ông Trọng đã làm trước đây. Vũ khí lợi hại nhất của ông Tô Lâm là lập hồ sơ đen của các quan chức cấp cao. Nhưng hồ sơ đen của ông Chính là những trang vẫn còn khuyết ngay tại tử huyệt của ông. Đến ông Nguyễn Phú Trọng mà còn phải đầu hàng ông Chính thì xem ra rất có thể ông Tô Lâm cũng buộc phải đầu hàng trước sự lì đòn của ông Thủ tướng Việt Nam này. Dù đã chiếm được ngôi báu nhưng phải xem Tô Lâm sẽ giữ ngôi báu bằng cách nào đây. Tại đại hội đảng thứ 14 đang đến gần nhưng vẫn có đến 2 ứng viên cho ghế tổng bí thư. Ông Tô Lâm chỉ cần giữ được ghế là đã thành công, tuy nhiên ông có giữ được hay không thì phải theo dõi trận đấu đến tận phút cuối cùng. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin, dù có bao nhiêu lệnh truy nã thì cũng khó mà bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Diễu võ Dương Oai quanh ngai vàng, phải chăng Phan Văn Giang có ý đồ đảo chính? Vào ngày 2 tháng 10, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cho quân chủng phòng không diễu võ Dương Oai ngay trên bầu trời Hà Nội. Đích thân ông Giang nắm chức trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Đây được xem là cuộc diễn tập lớn diễn ra trên địa bàn rộng
với nhiều nội dung mới tại nhiều trường bắn. Tất nhiên, lý do diễn tập là bảo vệ bầu trời Hà Nội khỏi lực lượng không quân ngoại bang nào đấy có thể tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, sẽ không có lực lượng ngoại bang nào muốn đánh vào Hà Nội, ngoại trừ Bắc Kinh cả. Nếu Ba Đình vẫn triều kiến, vẫn thực hiện chính sách ngoại giao trong khuôn khổ của Bắc Kinh, thì bầu trời Hà Nội chẳng có gì nguy hiểm. Đáng nói là vào những ngày cuối tháng 9, khi ông Tô Lâm đi Mỹ dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì ngoài Biển Đông kia, Trung Quốc cho tàu cướp phá và đánh bị thương tới 10 ngư dân của Việt Nam. Hình ảnh này đã được báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế chia sẻ, và bản thân Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phản đối quyết liệt. Đây chính là liều thuốc thử của Tập Cận Bình đối với Tô Lâm. Ngoài người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối, thì cả hệ thống tuyên giáo khổng lồ dường như vẫn cầm họng chịu đựng mà không nói gì thêm. Đây chẳng khác nào cái tát của Tập vào mặt Tô Lâm để mà thử phản ứng, nhưng Tô Lâm lại chấp nhận bề tôi mà đành câm nín. Như vậy có thể thấy rằng việc quân đội diễu võ dương oai trên bầu trời Hà Nội chẳng phải để gửi thông điệp cứng rắn tới Bắc Kinh mà nhằm mục đích khác. Rất có thể ông Phan Văn Giang muốn cho ông Tô Lâm biết rằng quân đội có thể bao vây Hà Nội, cô lập cả phủ chủ tịch lẫn văn phòng Trung ương Đảng nếu cần. Đáng nói là cuộc diễn tập trên chỉ mang tính địa phương, lẽ ra chỉ cần Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô thực hiện là đủ, không cần đích thân Bộ trưởng Phan Văn Giang phải là trưởng ban chỉ đạo. Hồi tháng 6, ông Tô Lâm ép Quốc hội phải đồng ý chi cho Bộ Công an 100 tỷ đồng để xây dựng sân bay Gia Bình tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây được xem là bước đi khởi đầu để hình thành lực lượng không quân cho Bộ Công an. Rất có thể ông Tô Lâm muốn Bộ Công an chủ động hơn trong việc ứng cứu cho văn phòng Trung ương Đảng nếu có đảo chính. Kết nối hai sự kiện trên thì rõ ràng quân đội và công an đang có sự ganh đua, thách thức lẫn nhau rất mạnh. Công an thì muốn lập thành lực lượng không quân riêng để mà bảo vệ ngai vàng trong Tổng Bí Thư. Còn quân đội thì giương nòng súng lên trời, diễn tập bắn đạn thật với hàm ý bầu trời Hà Nội vẫn là của Giang. Xem ra việc tướng Giang không phục ông Tô Lâm là có thật. Câu nói đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm thì vẫn luôn đúng trong hoàn cảnh này. Đừng vội tin lời ông Giang nói rằng bảo vệ bầu trời Hà Nội. Biết đâu ông đang gửi đi một thông điệp ngầm cho ông Tô Lâm rằng xung quanh ngai vàng của Tổng Bí Thư đang được bố trí sẵn đầy dãy súng đạn. Tô Lâm liệu mà sống cho phải đạo. Quân đội và công an vốn là nước sông không phạm nước giếng, vì thờ chung một chủ là Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng bây giờ không còn thống nhất như xưa, mà từ bên trong đã chia bè, che phái ra rất nhiều khác mảng khác nhau. Cách đây 13 năm chỉ có hai phe rõ ràng, nhưng giờ đây đã có rất nhiều phe nổi lên khắp nơi. Vì thế, công an hay quân đội đều bị biến tướng cả, bị các phe dùng làm công cụ để tranh giành quyền lực cho mình. Chính Tô Lâm đã dùng Bộ Công an để mà làm đảo chính mềm và chiếm lấy ngai vàng trong thời gian vừa qua một cách nhanh chóng. Vì vậy không lý do gì mà ông Phan Văn Giang lại không dùng quân đội làm công cụ để quyết chiến với đồng chí của mình. Vì thế lần tập bắn đạn thật này cũng có thể xem là ẩn ý của ông Giang gửi tiếng sếp của mình trong Quân ủy Trung ương. Sẽ không có kịch bản chống tàu nào, bởi ngay sau khi ông Tô Lâm mới lên ngôi thì đã thực hiện nghi lễ triều bái với phương Bắc đầu tiên. Điều đó cho thấy Hà Nội vẫn không thể cứng rắn với Bắc Kinh chờ được. Như vậy, những động thái gần đây của công an và quân đội có thể hiểu họ đang gửi thông điệp thách đấu cho nhau. Sẽ có phim hay để mà xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Diễu võ dương oai quanh ngai vàng, Phan Văn Giang có ý đồ đảo chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de